Quang Vũ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 12, Vũ đang ở khu vực phố Nai. Bây giờ là cũng gần 22 giờ đêm rồi, nhưng mà đèn phố đèn thì nó được trang hoàng ở cái khu vực phố Nai này, ở trong tất cả những cái con hẻm mà có nhà thờ, hầu như hẻm nào cũng có nhà thờ hết. Bây giờ mình đi vào những con hẻm và những cái đường ở trong nó có những nhà thờ và những cái đèn trang trí rất là đẹp. Mình đi nghe các anh chị và các bạn ở ngoài đường. Thì bây giờ vừa rồi Vũ cũng có đi review cái cảnh mà không khí ở ngoài đường, nhưng mà trời mưa rồi nên đèn người ta cũng tắt bớt rồi ha, trời mưa nên bây giờ nó cũng bớt mưa rồi. Bây giờ mình đi vào trong một số con hẻm này nha. Cái hẻm này là trang trí rất là đẹp. Ở đây là khu vực Hồ Nai, là cái khu xứ đạo ở thành phố Biên Hòa, có thể nói là lớn nhất ở Việt Nam. Ở quận 8 là không xi nhê gì so với xứ đạo ở đây. Mình đi chậm chậm thôi, cái đường trong hẻm đây có cái đường nào đẹp, cái hướng bên nào có nhà thờ vậy? Cái hướng bên nào có nhà thờ lớn? Ngoài đây, ngoài đường này. Nó ta tắt rồi, ngoài đó tắt đèn. À, ở trong đây có không? Không, ở đây đâu có. Cái khu này. Dạ. Dạ. Thì hết rồi hả? Ở trong đây không có anh? Dạ, có đài Đức Mẹ. Nhưng cái bên đường bên kia thì nó nhiều hơn mấy bên đường bên đây đó, các anh chị các bạn. Mình sẽ đi qua cái đường bên kia. Nó bây giờ cũng 22 giờ đêm rồi. Một số người ta đây có đài đài Đức Mẹ. Có một cây thông. Thì là có hang đá này. Đây có hang đá. Người có thể có lẽ là Chúa sinh ra. Mình không thấy mình đạo nhưng mình cũng không rành. Đẹp. Rồi mình tiếp tục đi ra ngoài nữa các anh chị các bạn. Tiếp tục cách chiều các bạn, những cái hẻm trang trí đèn rất là đẹp. Bây giờ là cũng 2 giờ đêm rồi, trời mưa nữa nên mọi người có lẽ là đóng cửa hơi sớm. Đây hát hò hâm sông. Thôi ra đi, ra đây đi, hát sùm luôn. Trời ơi, mình thích nghe nhạc nhưng mà không thích nghe nhạc ầm vậy, nhạc vừa phải thôi. Rồi mình ra tới quốc lộ nè, có một cái nhà thờ ngay chỗ này, nó tắt đèn rồi, nó tắt đèn rồi đó. Xa xa các anh chị thấy có cái tháp chuông nhà thờ rất là cao. Đây là khu vực Hồ Nai nè các anh chị các bạn.
rồi mình đi tìm những cái chỗ mà nó còn đẹp để mình ghi hình cho các anh chị xem nha. Rồi mình thấy xa xa ở trong nó có những hang đá trang trí rất đẹp, mình về thử nha các anh chị các bạn. Ở đây quán cà phê chạy chậm. Hang đá rất là đẹp, xa xa đẹp. Họ làm cái thác nước nữa. Ở đây có một cái hàng cao cũng trang trí đèn rất là đẹp, hàng cao làm hàng rào. Cái hình ảnh đàn từng lộc kéo ông già Noel đi phát quà. Đó nó hơi tối. Kế bên đây là cái hang đá. Hang đá có cái thác nước chảy róc rách rất là đẹp. Đây là cái thác nước. Trang trí đèn màu rất là đẹp các anh chị. Các bạn đang ở cái xứ đạo phường Hồ Nai ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cái xứ đạo có thể là nói lớn nhất ở miền Nam. Thì mình cũng muốn có những cái hình ảnh đẹp để gửi đến các anh chị, các cô chú cũng như các bạn. Những người chưa biết tới cái xứ đạo Biên Hòa, Đồng Nai cũng như chưa có dịp để mình về lại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, một cái thành phố rất là ồn ào náo nhiệt, một cái thành phố công nghiệp. Đó. Cái ngày lễ Giáng sinh đó, thì mọi người thường rất thích đi xem đèn ở những cái nhà thờ, ở cái khu xứ đạo, những nhà thờ trang trí rất đẹp. Thậm chí ở đây không phải là một cái nhà thờ, nhưng mà họ vẫn làm những cái hang đá trang trí rất là đẹp ở trước nhà, trước tổ xóm, khu phố đó. Các anh chị thấy không? Đây là cái hàng rào nè. Những cái cây cao. Đây là họ vừa tổ chức chắc ăn nhậu hay gì rồi nè. À, đó, âm ly âm liếc đang chắc lên xe nè. Rồi cái video của kênh Quỳnh Quang Vũ ở đây cũng kết thúc. Quang Vũ xin kính chúc các anh chị cũng như các bạn và các cô chú mùa Giáng sinh thật là an lành, vui vẻ, hạnh phúc. Xin cảm ơn đã xem video trên kênh Quỳnh Quang Vũ.
Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.